Có một câu hỏi rất thường xuyên được hỏi trên kênh TikTok của bác sĩ rằng: làm sao để em tăng kích thước của cậu nhỏ? Làm sao để em trông được to hơn? Làm sao để em dài hơn? Vậy thì hôm nay bác sĩ sẽ giúp bạn có cái nhìn khoa học về cách làm sao để tăng kích thước cậu nhỏ. Chào mọi người, tôi là bác sĩ Trần Quốc Phong, bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu, bác sĩ chuyên chăm sóc về các vấn đề đường tiểu cũng như sức khỏe nam giới về cả mổ xẻ lẫn thuốc men. Nếu bạn thấy thích nội dung video như thế này thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các kiến thức hữu ích hàng tuần nhé. Mọi người có biết là bác sĩ đã tìm đọc rất nhiều bài báo nghiên cứu và có một cái khảo sát là trên hàng chục ngàn người đàn ông thì thấy là tỷ lệ hài lòng đối với kích thước dương vật của bạn đời của phụ nữ là 85%. Con số này cao hơn rất nhiều so với đàn ông nhận xét về chính mình là chỉ có 55% mà thôi. Sau cùng, cái cách chúng ta nhìn nhận về kích thước cậu nhỏ của chính mình nó cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay việc tiếp cận với phim con heo quá nhiều làm cho đàn ông họ lu mờ đi về cái giới hạn bình thường của dương vật. Các bạn có biết là các số liệu tham khảo cho tới hiện nay, chiều dài trung bình kích thước dương vật của người đàn ông khi cương cứng là khoảng 13,2cm, dao động quanh đó. Còn đối với người đàn ông Việt Nam thì thậm chí còn ngắn hơn như vậy nữa, cỡ 11,2cm mà thôi. Còn dương vật như thế nào thì được gọi là ngắn? Là khi dương vật cương cứng đạt trạng thái tối đa mà dưới 7,5cm. Và cái tỷ lệ gặp chuyện này nó cực kỳ thấp. Các nguyên nhân gây ra chứng dương vật ngắn này có thể là do rối loạn về nội tiết, có thể là dị tật bẩm sinh hoặc là các phẫu thuật trong ung thư. Như vậy là có một số lượng lớn người đàn ông là dương vật trong trạng thái bình thường, kích thước rất bình thường nhưng lại cảm thấy mình nhỏ, tự ti. Và cái điều này là làm cho mình càng ngày càng lo âu nhiều hơn và trầm cảm nhiều hơn. Cái này không phải là chuyện đùa đâu nhé. Tệ hơn nữa là khi bạn tra Google thì bạn lại chìm ngập trong vô số các thông tin gây nhiễu không chính thống. Ví dụ là các chương trình luyện tập để làm tăng kích thước dương vật, ví dụ như là uống thuốc, rồi ví dụ như là bôi gel vân vân. Khi mà các bạn đi theo những cái thông tin không chính thống này nè thì tiền thì vừa mất tật và vừa mang nữa. Như vậy thì rất là đáng tiếc. Cho nên bác sĩ thấy đây là một đề tài cực kỳ quan trọng, và các bạn phải biết được phương pháp nào là hiệu quả và phương pháp nào là không. Và bạn phải nhớ rằng dù là có chọn phương pháp nào đi nữa thì cũng phải thảo luận với bác sĩ tiết niệu của mình nhá, một cách kỹ càng về những lợi ích và những mặt hại cũng như những tai biến chứng xảy ra trong quá trình thủ thuật hoặc là phẫu thuật. Mà nhiều khi chỉ cần nói chuyện qua lại thôi, hay chỉ cần làm một bài test tâm lý rồi chia sẻ ha, cung cấp thông tin cho bạn hiểu, thì có khi là bạn rút lại cái nhu cầu mong muốn là độ dương vật của mình lên rồi đấy. Còn nếu mà bạn vẫn muốn to thì bác sĩ sẽ nhắc về các biện pháp sau đây, các biện pháp mà bạn vẫn thường hay nghe đó. Đầu tiên, trước hết là các thủ thuật máy móc dùng để kéo dài kích thước của dương vật. Ví dụ như là máy kéo giãn dương vật, ví dụ như là máy hút chân không, hay là tiêm các chất vào trong cái dương vật của chính mình. Thì trong cái thủ thuật mà bác sĩ vừa kể đó, thì phương pháp dùng máy kéo giãn dương vật thì có một vài cái nghiên cứu là công nhận về tính hiệu quả. Thiệt ra mà nói là nó chỉ tăng chiều dài lên 2 phân mà thôi, nó cũng không có tăng về chu vi đâu. Mà cái máy này như thế nào? Nó sẽ có hai cái vòng, một cái vòng đặt ở vùng gốc dương vật và một cái vòng đặt ở vùng đầu dương vật. Và nó sẽ có tác dụng là nó kéo giãn ra. Và sau một thời gian sử dụng dài tháng, từ 3 tháng đến 6 tháng mà mỗi ngày thì dùng 4 tiếng đến 6 tiếng thì có thể kéo dài được 2cm mà thôi. Bên cạnh đó thì thủ thuật này nó cũng có những cái tai biến rủi ro, ví dụ như là bầm máu, ví dụ như là tê, ví dụ như là kích ứng da gây ngứa vân vân. Cho nên là phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Mà cho tới bây giờ thì bằng chứng nó cũng không mạnh nữa, cho nên bác sĩ không có khuyến khích đâu các bạn nhé. Cái thứ hai là máy hút chân không. Cái thực chất máy hút chân không là nó sẽ giúp đẩy máu vào dương vật nhiều hơn và giúp điều trị tình trạng rối loạn cương dương, chứ dùng vài ngày cũng chẳng tăng kích thước dương vật gì cả. Có một cái nghiên cứu năm 2006 nó là dùng 6 tháng cũng chẳng tăng được 1cm nào. Còn tiêm hóa chất, tiêm silicone thì quả thật mà nói, cho đến bây giờ nếu có tăng lên chiều dài dương vật hay là tăng về chu vi thì nó cũng chỉ là tạm thời trong vòng vài tháng. Mà biến chứng thì vô số kể, một số trường hợp ghi nhận là biến chứng có thể kéo dài tới 40 năm. Như vậy bác sĩ không hề khuyến cáo các bạn là tiêm filter vào dương vật đâu nhé. Phần thứ hai có thể nói là phần hay nhất của cái video ngày hôm nay, đó là phương pháp được công nhận là hiệu quả cho đến bây giờ, đó là phẫu thuật. Thì hiện nay cái phương pháp phổ biến nhất được công nhận đó là cắt dây chằng treo cái dương vật, làm dương vật nó hạ xuống và có thể dài ra được 2cm. Nhưng thực chất khi cương lên thì nó cũng vậy thôi. Nếu như cái người mà bị ngắn dương vật mà có mỡ vùng mu quá nhiều thì bác sĩ có thể phẫu thuật để lấy bớt mỡ vùng mu ra để tạo cảm giác là nó dài ra hơn. Và đồng thời với hai phẫu thuật này là bác sĩ có thể cấy ghép mảnh ghép sinh học vào bên dưới da để làm cho tăng chu vi của dương vật. Thì
các biện pháp phẫu thuật ngoài cái biện pháp là cấy ghép cái mảnh ghép sinh học á, được FDA công nhận, thì các biện pháp còn lại thì hiệu quả cũng chỉ tạm thời mà cũng chẳng bền vững qua loạt ca nữa. Mà các số liệu khoa học cho đến nay thì không ủng hộ cho việc làm dài dương vật, chỉ ủng hộ cho các trường hợp mà bị dương vật ngắn như bác sĩ đã nói là dưới 7,5cm khi cương cứng mà thôi. Bên cạnh đó, cái phẫu thuật nó cũng có những cái tai biến rủi ro mà các bạn phải biết, ví dụ như là sẹo, ví dụ như là đau khi cương, ví dụ như là tê, ví dụ như bầm máu, chảy máu, nhiễm trùng vân vân. Cho nên cuối cùng bác sĩ chỉ khuyến khích các bạn phẫu thuật khi các bạn có cái chẩn đoán là dương vật nhỏ. Còn những bạn nào mà có dương vật bình thường mà cảm thấy lo âu, cảm thấy lo lắng về dương vật mình nhỏ thì chỉ cần chia sẻ tâm lý và đến nghe bác sĩ nói chuyện thôi là bạn không cần phải phẫu thuật gì nữa cả. Và các bạn phải nhớ là kích thước không phải là tất cả, phải học trau dồi về tâm lý và kỹ năng để tăng sức bền và dẻo dai đi nhé. Xong, như vậy là video đã hoàn tất. Các bạn phải xem lại rằng mình có dương vật nhỏ thật hay không, hay là mình chỉ sợ dương vật mình bị nhỏ hay thôi. Và hãy tua lại video bác sĩ để xem và chiêm nghiệm coi rằng mình có muốn tăng kích thước dương vật của mình nữa không hay nhá. Còn những biện pháp mà bác sĩ chưa đề cập ở video nãy giờ thì cũng chẳng có tính hiệu quả hoặc hiệu quả rất thấp, các bạn nhớ như vậy nhá. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like và share video này. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy bình luận hay là gửi email về cho bác sĩ sẽ trả lời các bạn. Xin chào các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.